Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bốn Bánh Auto. Và chúng ta lại gặp lại nhau trong chuyên mục giới thiệu các dòng xe mới vừa mới gia nhập mạng ô tô. Và đây trước mắt quý vị các bạn đó là một con Toyota Camry. Thì đã từ khá là lâu rồi thì chúng tôi cũng ít khi làm về dòng xe này, bởi vì dòng này nó là một dòng xe sang và tầm tiền của nó thì nó khá là cao, nên là ít người có nhu cầu về dòng xe Toyota Camry này. Nên hiện tại thì trước mắt quý vị và các bạn đó là một con Camry đời 2005. Và con xe này với khoản giá sở hữu nó khoảng hơn 300 triệu. Thì đó cũng là một trong những khoản tiền mà nhiều người có thể có khả năng để chúng ta có thể sở hữu, cũng như là có nhu cầu và muốn đi những dòng xe sang, xe chất mà khoản tiền vừa phải. Thì đây là một con xe vừa mới về vào buổi trưa ngày hôm nay và tôi quay video để giới thiệu đến quý vị và các bạn. Thì các bạn có thể thấy đây là một con Camry sản xuất 2005, xe màu đen, máy 2.4, không có xe số sàn. Và các bạn có thể nhìn thấy phần thân vỏ phía ngoài sơn hoàn toàn vẫn là nguyên bản và nhìn khá là bóng. Đó, nhìn con xe vẫn khá là bóng. Mặc dù nó là đời 2005. Đây là phần đèn phía sau này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy thì đèn khá là sáng, không bị mờ, vẫn đục. Con xe này thì hoàn toàn vẫn chưa được dọn rửa gì và khi vừa mới về tôi lập tức quay video để giới thiệu đến quý vị và các bạn. Nó đây một con xe nguyên bản. Đây là phần lốp và la răng, thì các bạn có thể thấy thì dòng xe này thì hoàn toàn là la răng đúc rồi. Có phanh ABS. So với các con xe khác của dòng Toyota thì ví dụ như Vios đời 2005-06 thì xe vẫn chỉ là la răng sắt thôi. Tuy nhiên đây đã hoàn toàn chuyển thành la răng đúc rồi. Những dòng xe sang thì nó được trang bị hoàn toàn là đầy đủ. Đó. Đây là phần đèn phía trước này. Nhìn hoàn toàn sáng và đây là phần đèn sương mù. Đó, các bạn có thể nhìn thấy đèn sương mù của nó. Với những con xe đi nhiều thì những phần đèn sương mù này nó hay bị mờ và vẩn đục. Tuy nhiên đây là một con xe chưa được dọn rửa nhưng mà nhìn nó vẫn rất là sáng. Về thiết kế form dáng của dòng Toyota Camry thì các bạn có thể biết là nó thiết kế dài xe. Phần đầu xe thường được thiết kế khá là dài và thuôn về phía trước, nên là đi xe thì có cảm giác trường xe, cũng như mà là dòng lái dòng Camry này thì nó khá là êm. Nếu mà để đánh giá so sánh về độ ồn thì các bạn có thể biết là khi đi con Camry này, khi mà chúng ta hạ cánh cửa xuống thì nó cũng chỉ ồn ngang với dòng Toyota Vios khi mà chúng ta đóng hoàn toàn kín cửa thôi. Đấy là khi chúng ta hạ cửa xuống, nó đi nó êm đến mức độ như vậy. Và khi chúng ta đóng hết kính lên thì con xe này đi nó khá là êm. Và cảm giác lái của dòng Camry thì các bạn có thể biết là nó cảm giác lái rất là tốt. Xe đi trường xe khá bốc, đặc biệt là với máy 2.4 thì xe đi vô cùng khỏe. Thiết kế của dòng xe này thì nhìn cũng khá là đẹp mắt. Và chúng ta sẽ cùng đi vào nội thất của con xe này. Đây là cánh cửa của con Camry. Đây các bạn có thể nhìn. Ghế của nó hoàn toàn là ghế da nguyên bản. Đó, chưa bọc lại. Và chủ xe của con xe này thì đi cũng khá là giữ gìn, nên là phần ghế da thì nhìn vẫn khá sáng, khá nhẵn, không bị nhàu nát hay rách. Đây là phần trần này. Phần trần thì không bị xù. Con xe này thì có hai đèn trần.
Ở đây là vô lăng. Đó. Đời này thì nó cũng chưa được tích hợp gì nhiều cả. Tuy nhiên là vô lăng của nó thì cũng có được vô lăng tích hợp. Đó, nó tích hợp một số phím khá là nhỏ thôi, nó cũng chưa được trang bị đầy đủ hay là hiện đại như những con xe đời cao. Tuy nhiên nó cũng có hệ thống phanh ABS, hệ thống gương kính điện hoàn toàn đầy đủ. Vô lăng cũng có tích hợp. Các bạn có thể nhìn thấy phần vô lăng này, biểu tượng Toyota nhìn vẫn rất sáng, mặc dù từ đến nay là đời 2019 rồi thì xe cũng được mười mấy năm rồi, nhưng mà chủ xe khá giữ gìn những cái phần mạ logo này vẫn rất sáng và gần như không bị mờ. Đó, đây là tabli và nội thất của con xe nhìn vẫn rất sáng. Nó cũng được trang bị thêm hai bóng khí, một bóng khí ở phía bên phụ như thế này và một bóng khí ở trước vô lăng đây. Đó. Và chúng ta sẽ bật chìa khóa lên. Điều hòa của con xe này thì vẫn đang hoạt động rất tốt và trời hiện tại thì cũng hơi nắng nên là khá là nóng, nhưng mà bật điều hòa lên thì vẫn rất là mát. Xe thì chưa được trang bị thêm màn hình DVD, nó vẫn chỉ là màn hình CD mà thôi. Và trên mặt đồng hồ đây, con Camry này thì hiện tại nó đi vào 11,2 vạn. Đó. Con xe đi cũng khá ít nên là nhìn, các bạn có thể thấy nhìn vẫn hoàn toàn khá là nhẵn, khá là bóng. Vô lăng của nó cũng được ốp giả gỗ rất là đẹp. Ít những con xe đời sâu như thế này mà nó được ốp giả gỗ phần vô lăng như thế này. Đa số vô lăng của nó chỉ là vô lăng bọc da bình thường thôi. Tuy nhiên đây là một con xe mà nó được bọc gỗ khá đẹp, giả gỗ. Đây. Mặt đầu đài hay là về phần củ số của nó cũng hoàn toàn được ốp gỗ, ốp giả gỗ, nhìn khá là đẹp mắt. Những dòng xe sang thì gần như là nó được ốp gỗ. Hiện tại thì nhiều con xe đời cao thì nó ốp gỗ xịn như là ốp gỗ óc chó hoặc một số loại gỗ mà đắt tiền. Tuy nhiên đây cũng chỉ là ốp giả gỗ thôi. Đó, chia sẻ cho quý vị và các bạn, đây là một con xe số sàn 2005. Giá của nó hiện tại thì là khoảng 355 triệu. Sở hữu dòng xe này với khoản tiền bỏ ra hơn 300 triệu mà với form dáng thiết kế đẹp mắt của dòng Toyota Camry cũng như về chất lượng của dòng xe này thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm và sở hữu, cũng như đi thì nó thể hiện đẳng cấp. Khi chúng ta đi Camry thì nó vẫn mang độ khác biệt rất lớn so với đi các dòng xe khác như là Altis hay Vios, đó là những dòng xe thông dụng, hoặc là Morning i10, chúng ta có thể kiếm được đời cao hơn. Nhưng mà về chất lượng thì Camry vẫn được đánh giá là một dòng xe vô cùng tốt. Và chúng ta sẽ cùng đi qua phần máy của con xe này. Con xe này thì về phần nội thất hay là về phần thân vỏ thì cũng chưa được cho đi dọn, nhưng máy của nó thì đã được dọn rồi. Nên và sau khi dọn thì máy nó nhìn vẫn rất là sáng, nhìn vẫn khá mới này, các bạn có thể nhìn. Nhìn không hề bị han gỉ. Bình thường những con xe mà đời 2005 đến nay, kể cả những dòng xe mà đời cao như là Gentra, Nazetti hay là một số dòng Accent, Cruy gì đó mà đi được khoảng 5-6 năm thì những cái phần đầu ốc như thế này nhiều con xe cũng không giữ, còn giữ được và nó hay bị han. Mặc dù là tôi không nói là ở đây nó xe đâm đụng ngập nước gì cả, mà chỉ là những phần đầu ốc này khi chúng ta rửa và nước nó có vào những cái phần đầu ốc như thế này thì ốc rất dễ là bị han. Tuy nhiên đây là một con xe đời 2005 và tất cả các ốc của nó gần như không bị han. Đây, sâu bên dưới này không hề bị han gỉ thì chủ xe cũng khá là giữ gìn. Xe nhìn vẫn rất bóng. Và một điểm tôi khá là thích ở dòng Toyota Camry này về phần nắp capo của nó so với một số dòng xe khác, đó là nó có phần 2005 nhưng nó đã có phần chống thủy lực rồi.
đây. Thì chúng ta khi mở nắp capo thì chúng ta không cần phải chống, không cần phải lưng gì cả, chỉ cần nhấc lên thôi là nó khắc tự động chống, thì nó khá là thoải mái, khá là dễ dàng cho cái việc sử dụng, hay là phần máy móc thì chúng ta xem thì nó cũng dễ dàng và đơn giản hơn nhiều. Và khi chúng ta đóng xuống thì chúng ta cũng chỉ cần ấn xuống thôi là nó tự động sập xuống, thì nó cũng khá là đơn giản. Đây là phần nắp capo hoàn toàn nguyên và không bị mất phân keo chỉ nào cả. Như chúng ta, như tôi đã nói, khi chúng ta sở hữu dòng xe này thì nó đã một đẳng cấp rất khác. Chúng ta đi nó là mang thương hiệu của một dòng xe sang, và đi thì nó chất hơn rất nhiều. Và form dáng, nếu không nói so với những cái con xe Camry đời cao hẳn, khi mà form dáng nó khác hoàn toàn, thì khi chúng ta nhìn vào dòng xe này thì cũng khó phân biệt được đây là con xe đời khoảng bao nhiêu. Đó, nhìn xe nó khá đẹp, và người khác nhìn vào thì nó cũng thể hiện đẳng cấp của một người mà sở hữu những dòng xe sang. Thì đây là video mà tôi vừa quay và giới thiệu được với các bạn con Toyota Camry sản xuất 2005, xe tư nhân màu đen, máy 2.4 số sàn, và giá của nó khoảng 355 triệu. Thì nếu quý vị và các bạn có nhu cầu về dòng xe này thì có thể liên hệ đến số điện thoại tôi để bên dưới, hoặc đến trực tiếp tại salon để tôi có thể tư vấn cho quý vị và các bạn hoàn toàn miễn phí. Và video của tôi xin phép được dừng tại đây, và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.